Thời gian làm thay đổi tất cả mọi thứ. Những nét đẹp vốn là niềm tự hào của người phụ nữ cũng sẽ theo tuổi tác mà giảm sút. Nơi dễ nhận ra nhất chính là khuôn mặt. Ở phụ nữ, từ 20 tuổi trở đi đã bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn, khởi đầu quá trình tích mỡ dưới da, các nhóm cơ mặt không còn căng như trước và gây chảy xệ là điều khiến cho người phụ nữ phiền lòng nhất. Hiểu rõ mối quan tâm này, Korea Beauty Medispa cung cấp đến khách hàng gói liệu trình mang tên Total Anti-Aging Timeless Beauty. Trong đó, Super High Fuel là một trong những dịch vụ điều trị siêu hiệu quả nhằm tái tạo hình dáng khuôn mặt, trẻ lại 10 năm tuổi mà không cần phẫu thuật chỉnh hình. High Fuel là công nghệ sóng siêu âm hội tụ cường độ cao. Đây là phương pháp điều trị không xâm lấn và không gây tổn hại cho lớp biểu bì. Thiết bị có 4 loại đầu trị liệu cho mặt. Với năng lượng sóng siêu âm tập trung trên mỗi lớp da như trung bì hoặc lớp cân cơ nông SMAS, làn da được nâng cơ và có độ đàn hồi tốt hơn. Thiết bị có một đầu trị liệu có thể thâm nhập sâu đến 13mm và tạo nên tác động giảm mỡ hiệu quả. Nhờ sóng siêu âm hội tụ đạt tới độ sâu vùng da chạy xệ, nếp nhăn trên da sẽ từ từ được nâng dần lên. Da trên bề mặt lấy lại được độ săn chắc, đàn hồi mà hoàn toàn không bị bỏng rát hay tấy đỏ. Mật độ các elastin, collagen dưới da tăng sinh nhờ năng lượng High Fuel liên tục lan tỏa sang lớp trung bì. Nhờ vậy, gương mặt của bạn sẽ được cải thiện nếp nhăn khóe mũi, cổ, nọng cằm, mỡ bọng mắt, nâng gọn mặt, thu nhỏ lỗ chân lông, làm sáng da. Chỉ với 1 đến 3 lần thực hiện trong một năm, thời gian mỗi lần thực hiện từ 60 đến 90 phút, khuôn mặt sẽ được trẻ hóa 10 năm tuổi và có thể duy trì vẻ đẹp trong 12 đến 36 tháng. Hãy đến với Korea Beauty Medispa để giữ mãi tuổi thanh xuân của bạn.